Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Chương trình tối nay, 23 tháng 9 năm 2019 sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Trịnh Minh đạt 42,5 triệu đồng một người một năm. Sáng nay 23 tháng 9, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, thời gian qua, tín dụng chính sách đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến ngày 31 tháng 8 năm 2019, đã có gần 8 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền trên 221.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, góp phần giúp trên 1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 775.000 lao động. Gần 200.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng gần 4,9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và trên 108.000 nhà ở cho hộ nghèo. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của người nghèo và các đối tượng chính sách. Chất lượng tín dụng chính sách chưa đồng đều. Một số vùng, địa phương tỷ lệ nợ quá hạn còn cao, một số bộ phận người nghèo sử dụng vốn vay chưa hiệu quả, chưa thoát nghèo bền vững. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp các ngành các địa phương đã tích cực vào cuộc triển khai thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Phát huy kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị thời gian tới, cấp ủy chính quyền các cấp và các ngành chức năng tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 40, nâng cao vai trò trách nhiệm và hoạt động của cấp ủy chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tăng cường bổ sung nguồn vốn địa phương để ủy thác cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn, tạo thuận lợi cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả. Tập trung thống nhất chức năng tín dụng chính sách từ các ngân hàng thương mại sang ngân hàng chính sách xã hội, phát triển ngân hàng chính sách xã hội thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài. Nghiên cứu mở rộng đối tượng vay vốn chương trình học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nâng thời hạn cho vay tối đa của chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo lên 10 năm. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị năm 2020 và giai đoạn 2021-2025, ngân hàng chính sách xã hội tăng trưởng tối thiểu phải đạt 10%. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngân hàng chính sách xã hội tập hợp các kiến nghị, ý kiến của đại biểu tại hội nghị nhằm hoàn thiện báo cáo để phục vụ cho công tác tổng kết 5 năm, vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 sẽ tổ chức trong năm tới. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Trịnh Ninh, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện hiện đạt 42,5 triệu đồng một người một năm, gấp 3,48 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 2,29%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo không bao gồm các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội là 0,97%. Đạt được kết quả trên là do những năm gần đây, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn huyện Trịnh Ninh phát triển mạnh, đã thu hút nhiều lao động nông thôn tham gia, góp phần chuyển dịch đáng kể cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2010-2018 của toàn huyện đạt 2,34% mỗi năm. Sản lượng lương thực bình quân đạt 98.000 tấn mỗi năm. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 hectare canh tác tăng từ 74,42 triệu đồng năm 2010 lên 109,71 triệu đồng năm 2018. Chăn nuôi phát triển theo hướng chăn nuôi trang trại tập trung quy mô vừa và nhỏ, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng giai đoạn 2010-2018 là 12,3% mỗi năm. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm năm 2018 đạt 93%, tăng 18% so với năm 2010. Hiện nay trên địa bàn huyện Trịnh Ninh không còn nhà tạm, rột nát, tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định đạt 97,4%.
Đến nay đã có 98,83% số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 70% hộ dân sử dụng nước sạch theo quy định. Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Trịnh Ninh thay đổi rõ rệt. Kinh tế nông thôn phát triển khá, phần lớn hạ tầng kinh tế xã hội được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây mới khá đồng bộ theo quy hoạch. Chương trình phối hợp bảo vệ an ninh biên giới biển giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng tỉnh. Giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp bảo vệ an ninh biên giới biển tại Hội Nông dân huyện Nghĩa Hưng. Thưa quý vị và các bạn, nằm trên tuyến biên phòng của tỉnh ta có 18 xã thị trấn của ba huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên nông dân về chủ quyền biển đảo, góp phần giữ vững an ninh trật tự biên giới biển, Hội Nông dân tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp bảo vệ an ninh biên giới biển. Thông qua chương trình phối hợp đã góp phần xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn ven biển, tạo ra sức mạnh tổng hợp phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kiên trì kiên quyết hai mục tiêu chiến lược, đó là độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời giữ vững cái môi trường hòa bình ổn định để xây dựng đất nước. Đó là cái quan điểm nhất quán của Đảng nhà nước ta. Một buổi sinh hoạt chuyên đề tình hình biển đảo của Tổ hội nghề nghiệp đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản của hội viên nông dân xã Giao Long, huyện Giao Thủy. Tại buổi sinh hoạt, các thành viên của Tổ hội nghề nghiệp đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản Giao Long đã được nghe cán bộ đồn biên phòng Quất Lâm cung cấp những thông tin tình hình an ninh trật tự trên biển. Từ đó, giúp hội viên nông dân nắm bắt được tình hình cũng như nhận thức được nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, vừa sản xuất, vừa bảo vệ ngư trường. Thứ nhất là được cập nhật cái thông tin mới và đang có. Chúng tôi thấy là có cái mình phải học tập, có cái mình phải tránh và rút kinh nghiệm. Đấy. Những buổi hôm nay thì cấp trên về là tuyên truyền cho chúng tôi, cũng ước gì được nhiều buổi như thế này để học hỏi mọi cái mới. Chúng tôi trong quá trình làm ăn có thể là không thể biết được, nhưng chỉ có những buổi như vậy thì mới biết được cái thực sự là cái đang diễn ra và cái của các ban ngành đoàn thể, chính quyền nhà nước tạo điều kiện đang giúp đỡ chúng tôi. Đặc thù của xã Giao Long chúng tôi là một cái xã ven biển có cái truyền thống khai thác thủy hải sản từ lâu năm, nên là được cái sự những năm qua được cái sự hỗ trợ của đồn biên phòng Quất Lâm thì cán bộ hội viên nông dân chúng tôi đã tăng cường cái đầu tư cho những cái tàu đánh bắt xa bờ và luôn được cái sự bảo vệ an toàn trong quá trình đánh bắt và được nghe phổ biến các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như là luật biên giới biển, để như vậy là cán bộ hội viên phối hợp với đồn biên phòng thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là bảo vệ cái tuyến biển được an toàn, và trong quá trình khai thác thì chúng cứu hộ cứu nạn và báo cáo những cái tình hình nắm bắt được trên biển kịp thời cho đồn biên phòng để có kế hoạch xử lý, giúp cho Đảng chính quyền cũng như là địa phương giải quyết tốt các cái công việc. Thực hiện chương trình phối hợp, các đơn vị hai ngành đã đề ra những chủ trương, biện pháp hoạt động có hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển. Trong năm 2018, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức 285 buổi tuyên truyền về tình hình biển đảo và chủ quyền an ninh biển đảo cho hơn 18.000 người. Tuyên truyền vận động 449 tập thể, 675 hộ gia đình và 717 cá nhân, 54 tổ an ninh tự quản, 35 tổ tàu thuyền an toàn đăng ký thực hiện chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Hội Nông dân các xã tuyến biển và các đồn biên phòng còn tập trung tuyên truyền vận động hội viên nông dân và cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tham gia phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong cái công tác phối hợp tuyên truyền thì hai ngành đã phối hợp để tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những quy định của địa phương về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, và cũng tập trung đi sâu vận động nhân dân phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ chủ quyền tuyến biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Và các cái hoạt động của chương trình phối hợp cũng đã góp phần nâng cao chất lượng công tác hội, đó là tại 5 xã tuyến biển thì nền nếp sinh hoạt chi hội của các đơn vị rất là ổn định và có nội dung phong phú. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân và cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước, giáo dục để nhân dân nhận rõ âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác và tự giác tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, tùy theo tình hình thực tế ở mỗi địa phương, hội nông dân các xã tuyến ven biển và các đồn biên phòng sẽ có những cách làm khác nhau để thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa hội nông dân tỉnh với bộ đội biên phòng tỉnh về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Ghi nhận của phóng viên thời sự về sự phối hợp của hội nông dân huyện Nghĩa Hưng với đồn biên phòng Ngọc Lâm. Thực hiện chương trình phối hợp giữa hội nông dân tỉnh và bộ đội biên phòng tỉnh về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, hội nông dân các tuyến ven biển của huyện Nghĩa Hưng đã phối hợp với đồn biên phòng Ngọc Lâm tổ chức đa dạng các hình thức phối hợp như thành lập và duy trì hoạt động câu lạc bộ nông dân với pháp luật, xây dựng mô hình khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự, tổ tự quản an ninh trật tự, duy trì thường xuyên hai phương tiện sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển, phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, vận động 131 tập thể, 393 hộ gia đình, 40 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia phong trào bảo vệ an ninh biên giới biển. Bên cạnh đó, hội nông dân các xã thị trấn ven biển còn tập trung tuyên truyền vận động hội viên nông dân và cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới để góp phần vào chung tay với Đảng chính quyền địa phương xây dựng cái nông thôn mới, và cũng như chủ trương của Đảng chính quyền địa phương là tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, thì đồn biên phòng Hoàng Lâm và hội nông dân xã cũng cùng với hội phụ nữ đã phối hợp tổ chức xây dựng một cái tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Trước tiên mà nói về cái chương trình phối hợp ý thì cái lợi đầu tiên là đã xây dựng được cái niềm tin với Đảng chính quyền địa phương, và nhất là cái tình nghĩa quân dân như đã nói đấy thì nó càng thêm gắn bó. Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả, hai ngành phối hợp vận động nông dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế hộ, kinh tế gia trại, trang trại, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Đồn biên phòng Ngọc Lâm hỗ trợ cho 7 hộ gia đình nông dân tại các tuyến biển phát triển mô hình trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế. Cán bộ hội nông dân các cấp từ tỉnh, huyện rồi xã phối kết hợp với lại đồn biên phòng 100 Ngọc Lâm là hỗ trợ về cái vườn cây này, là tả cả về giống vốn rồi là khâu chăm sóc, là hướng dẫn cách chăm sóc rồi là thăm nom thường xuyên, động viên gia đình để chăm sóc vườn cây ăn trái này. Chắc chắn là tương lai chỉ 1-2 năm là sẽ cho thu hoạch. Thì trong thời gian qua, chương trình phối hợp cũng đã hỗ trợ 7 hộ gia đình nông dân của 5 xã tuyến biển trồng cây ăn quả. Mỗi mô hình là giúp 30 đến 50 cây giống, gồm có cây táo đảo vàng, cây hồng xiêm xoài, cây bưởi diễn, để những bà con có điều kiện tăng gia sản xuất và phát triển kinh tế gia đình. Và cái kinh phí của cái chương trình này được vận động trực tiếp từ hội nông dân huyện, hội nông dân xã và các chiến sĩ đồn biên phòng Ngọc Lâm. Hiệu quả của chương trình phối hợp giữa hội nông dân huyện Nghĩa Hưng và đồn biên phòng Ngọc Lâm đã từng bước nâng cao nhận thức của hội viên nông dân trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tuyến biển. Mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày một gắn bó, từ đó góp phần tích cực vào việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của quần chúng nhân dân, góp phần không nhỏ để huyện Nghĩa Hưng về đích nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra. Điện lực Nam Định đã và đang đầu tư xây dựng lưới điện thông minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Là với bí quyết để tạo nên những hương vị đặc trưng của nước mắm truyền thống. Từ năm 2018 đến nay, Điện lực Nam Định đã và đang đầu tư xây dựng lưới điện thông minh để thích ứng với thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của thế giới và nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ điện phục vụ khách hàng. Trong đó, giai đoạn 2018-2019, Điện lực Nam Định thực hiện đầu tư hơn 48 tỷ đồng để cải tạo phòng điều khiển tại trụ sở công ty thành trung tâm điều khiển xa, với việc xây dựng mới hệ thống máy chủ, hệ thống SCADA, hệ thống camera, hệ thống hiển thị giám sát, thu thập dữ liệu, điều khiển thao tác từ xa các thiết bị trong quá trình vận hành lưới điện,
kết nối thu thập thông tin giám sát quá trình quản lý vận hành từ các trạm 110 kV và điều khiển các thiết bị trên lưới điện trung áp về trung tâm điều khiển, cải tạo nâng cấp hai trạm biến áp 110 kV thành các trạm biến áp không người trực có thiết bị điều khiển xa. Lợi ích rõ nét nhất khi đưa trung tâm điều khiển vào vận hành là nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động. Trước kia, với chế độ trực 3K, 5 kíp, mỗi trạm biến áp 110 kV truyền thống đòi hỏi phải có ít nhất 10 nhân viên vận hành thay phiên nhau trực. Khi đưa trung tâm điều khiển xa vào vận hành và chuyển các trạm biến áp sang mô hình vận hành không người trực, các điều độ viên tại phòng điều độ, nay trung tâm điều khiển, sẽ trực tiếp quản lý, giám sát và điều khiển thiết bị tại các trạm biến áp này. Đối với lưới điện, toàn bộ các thiết bị được điều khiển từ xa qua hệ thống mạng viễn thông dùng riêng và hệ thống các nhà mạng cung cấp. Đóng các thiết bị từ xa, đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị. Dự kiến giai đoạn 2, từ năm 2020 đến năm 2021, Điện lực Nam Định sẽ tiếp tục cải tạo toàn bộ 9 trạm biến áp 110 kV còn lại thành các trạm biến áp không người trực có điều khiển xa và kết nối toàn bộ các thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp về trung tâm điều khiển xa, thực hiện thí điểm kết nối hệ thống đo đếm trên lưới điện hạ áp của thành phố Nam Định về trung tâm điều khiển xa. Với lợi thế có bờ biển trải dài 72 km, chế biến thủy hải sản đã trở thành thế mạnh của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ta. Trong đó, nghề sản xuất nước mắm được coi là sản phẩm đa dạng và phong phú nhất bởi bí quyết riêng của từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để tạo nên những hương vị đặc trưng của nước mắm truyền thống. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn Cường La, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ cho đến khi thành lập doanh nghiệp, hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Văn Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cường La ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, vẫn giữ cách làm nước mắm truyền thống riêng của gia đình. Cá nhầm từ những tàu đánh bắt phải luôn đảm bảo tươi sống, sau đó được ủ với muối theo tỷ lệ nhất định, thời gian ủ từ 18 đến 24 tháng. Theo ông Cường, đây là khoảng thời gian quan trọng quyết định đến chất lượng của sản phẩm. Cái chất lượng này mình phải kiểm tra cá và khi mình vào cá xong mình vào khoảng là 1 tấn cá là vào 2 tạ rưỡi muối. Quy trình mà khi mình vào cá và với muối mình đảo ủ trong thời gian là tầm khoảng từ 15 ngày. Xong bắt đầu đến quy trình xong mình đánh đảo bằng tay cho đến từ 18 tháng cho đến 24 tháng thì mới lấy được nước mắm nguyên chất của nó. Để tạo vị thơm, độ ngọt và màu cho nước mắm, ông Cường đã sử dụng dứa và gạo rang bổ sung thêm vào nguyên liệu chế biến. Đây là bí quyết riêng của gia đình ông sau nhiều lần nghiên cứu và thử nghiệm để tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm. Để đảm bảo mỗi năm cung cấp ra thị trường 1 triệu lít nước mắm các loại, công ty trách nhiệm hữu hạn Cường La đã sử dụng trên 700 tấn cá, 200 tấn muối và 10 tấn gạo rang. Với hương vị đặc trưng, sản phẩm được người tiêu dùng trên cả nước đón nhận. Dứa để làm nguyên liệu thơm mà ngọt. Khi xay xong thì là cứ vậy là đánh đảo bằng tay, thủ công. Gia truyền nhà tôi là từ đời ông cha để lại. Người dân người ta đánh giá là nhà nước mắm nhà tôi là không có hóa chất, đảm bảo an toàn thực phẩm để người ta đảm bảo cái sức khỏe. Ý thức được việc giữ bí quyết và thương hiệu của sản phẩm, công ty đã xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nước mắm Cường La. Đây cũng là sản phẩm được doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP của tỉnh trong đợt tới. Phát triển của đơn vị chúng tôi được rất bền vững, tạo công an việc làm cho công nhân tầm khoảng 15 người. Ngày nào một tháng là đều như 30 ngày là đủ 15 người làm. Công ty chúng tôi đã làm hoàn toàn hết, đầy đủ hết giấy tờ. Tất cả công ty bảo hộ, rồi công ty tất cả giấy tờ đi kiểm nghiệm nước mắm và mắm tôm qua nhà nước kiểm nghiệm cho chúng tôi. Với những bí quyết riêng, chú trọng đến chất lượng và thương hiệu của sản phẩm, các cơ sở, doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn Cường La đang làm phong phú thêm mặt hàng nông sản của tỉnh ta. Việc tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm sẽ góp phần hoàn thiện sản phẩm theo quy chuẩn quốc gia. Đây là xu thế tất yếu của nông nghiệp tỉnh ta trong quá trình hội nhập và phát triển. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải công bố công khai nội dung thanh tra tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Cầu đường Nam Định. Năm học 2019-2020, huyện Hải Hậu phấn đấu có 100% các trường tiểu học đều đạt chuẩn mức độ 2. Huyện Ý Yên tổ chức ngày hội hiến máu thu hút hơn 1.000 người tham gia.
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải vừa công bố công khai nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Cầu đường Nam Định. Kết quả thanh tra tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Cầu đường Nam Định cho thấy đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và khai thác các tuyến đường bộ được giao quản lý, thực hiện cơ bản đầy đủ các nội dung quy định trong hợp đồng. Các tuyến đường cầu lớn được giao quản lý giao thông luôn được đảm bảo an toàn thông suốt. Công ty đã huy động đầy đủ nhân lực, máy móc để thực hiện hợp đồng đã ký kết với Sở Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Cầu đường Nam Định chưa được bàn giao bản vẽ hoàn công phần đường đoạn km 134+963 đến km 147+200 quốc lộ 21, quy trình bảo trì cầu Lộc An, cầu Nam Định và cầu Lạc Quần, hồ sơ giải phóng mặt bằng đoạn từ km 103+57 đến km 156+800 quốc lộ 21 để phục vụ công tác quản lý. Nhật ký tuần đường chưa đảm bảo quy cách, thực hiện ghi chép nhật ký tuần đường sơ sài, nội dung ghi chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo nội dung, đầu mục công việc cần kiểm tra. Việc công ty bố trí nhân viên tuần đường kiêm trực đảm bảo giao thông là không phù hợp với nhiệm vụ của nhân viên tuần đường theo quy định. Một số vị trí trên tuyến quốc lộ 21, 21B và tỉnh lộ 490C có hiện tượng người dân tập kết vật liệu xây dựng, gỗ trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ. Việc đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao thông và đường đang thi công còn hạn chế. Về công tác sửa chữa định kỳ, một số hạng mục thi công hồ sơ chưa có biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công chưa thể hiện hết các thay đổi so với thực tế thi công. Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu công ty khắc phục ngay những tồn tại thiếu sót, trong đó tập trung vào công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và thực hiện đầy đủ các quy định trong thi công công trình sửa chữa. Năm học 2019-2020, huyện Hải Hậu phấn đấu có 100% các trường tiểu học đều đạt chuẩn mức độ 2. Các trường mầm non và trung học cơ sở đều được công nhận lại là trường chuẩn quốc gia. 100% các trường đều đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn và nhiều trường có thêm phòng học tiếng Anh để sử dụng hiệu quả. Hiện tại, huyện Hải Hậu đã có 100% trường đạt chuẩn quốc gia lần đầu. Tuy nhiên, đến nay còn 19 trường chưa được công nhận đạt lại là trường chuẩn quốc gia. Huyện cũng đã có 88,7% số trường học đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn, còn 13 trường chưa đạt. Để hoàn thành mục tiêu 100% số trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn trong năm học 2019-2020, hiện nay các xã thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu đang chỉ đạo các nhà trường tiếp tục rà soát lại khuôn viên trường học, cơ sở vật chất, đối chiếu với các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia để quy hoạch bổ sung diện tích đất nếu thiếu. Bên cạnh đó, các nhà trường tập trung xây dựng mới, cải tạo lại cơ sở vật chất, trong đó ưu tiên các hạng mục công trình phòng học, thư viện, nhà vệ sinh, công trình nước sạch, nhà ăn, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 hoặc duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia có hiệu quả. Hưởng ứng ngày hội những giọt máu hồng do Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo quốc gia năm 2019 phát động, tại nhà văn hóa trung tâm huyện Ý Yên đã diễn ra ngày hội hiến máu thu hút hơn 1.000 người tham gia. Ngày hội hiến máu năm nay của huyện Ý Yên đã nhận sự hưởng ứng của đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên trong huyện và các cơ quan đơn vị, công ty, trường học trên địa bàn đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện với tinh thần một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Qua đó góp phần giảm bớt tình trạng thiếu hụt lượng máu điều trị tại các bệnh viện. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan, các xã thị trấn rà soát, lập danh sách và đăng ký các người tham gia hiến máu nhân đạo của năm 2019. Thế và sáng hôm nay thì công tác chuẩn bị cũng đã tương đối hoàn tất và tập trung cho cái việc mà tổ chức hiến máu đạt được hiệu quả cao nhất. Và với cái tinh thần chỉ đạo chung của huyện ấy, thì năm nay sẽ cố gắng sẽ đạt một cái chỉ tiêu cao nhất mà tỉnh đã giao cho huyện Ý Yên. Tham gia tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện của huyện Ý Yên là thành viên trong Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện, Ban thường vụ huyện đoàn Ý Yên đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào hiến máu nhân đạo từ huyện đến cơ sở, nâng cao kiến thức cho người dân về công tác hiến máu tình nguyện cứu người. Hiến máu tình nguyện là một cái hoạt động thể hiện cái tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc ta. Thế thì đối với đoàn viên thanh niên chúng tôi thì cũng xác định được cái nhiệm vụ hiến máu tình nguyện là một trong những cái hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các tầng lớp đoàn viên thanh niên tập trung. Để xác định được cái nghĩa cử cao đẹp của hiến máu tình nguyện thì trong những năm qua các cấp bộ đoàn trong huyện đã phối hợp với lễ hội chữ thập đỏ các cấp tập trung tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên thanh niên và các tầng lớp thanh nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện bằng rất là nhiều hình thức như là tổ chức các cái diễn đàn, các cái hội nghị, và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội
để có thể tiếp cận và thông tin một cách nhanh chóng tới đoàn viên thanh niên và cũng như mọi người dân. Qua ngày hội hiến máu, huyện Ý Yên đã thu được 717 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào ngân hàng máu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để cứu giúp người bệnh đang cần máu, tiếp tục phát huy truyền thống nghĩa cử cao đẹp, hiến giọt máu đào, trao đời sự sống. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Toàn bộ nội dung chương trình, quý vị và các bạn có thể xem lại qua địa chỉ website namdinhtv.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.